Đừng coi chừng đạp đuôi bạn nha. Để gần rồi. Không được đạp đuôi với lỡ tay chứ sợ cái mặt tay chung nói. Đúng rồi. Thì con sờ được cái mình bạn chưa? Sao nhiều cỏ quá vậy? Muốn phát cho con. Mấy bạn này trốn rồi, con lại kia chơi bạn kia đi, bạn kia hiền. Đâu có gì mà ê móng nó chắc là móng sắt. Cho chỗ ăn hết đi con. Đi cho chỗ ăn hết đi. Đi ra chụp hình với con Maca. Giá trả đi cho ta một.